tưới rồi để thu hoạch ông mà quỷ ha, mọi người giờ đang lọt ra là chút là nấu cháo cái nhậu luôn, nấu cháo bỏ vịt lộn như nữa ăn cho nó mát. Hình đây là đội trưởng là nãy là xưng phong vô lụm là bị chân một mũi hả? Mình chịu dở tay lên chứ giờ mày coi nữa em anh mới bị lấy dầu xuống vô đau. Có lấy dầu trà đó cho nóng rồi được lấy dầu trà vô chết sóc gì mình đưa nó coi coi không? Hello.